bạn đã đến với kênh đồ chơi của Mẫn Nghi. Hôm nay Mẫn Nghi sẽ giới thiệu đồ chơi của mình. Đây là ngôi nhà búp bê của mình tự làm. Và đây là búp bê của mình, rất là đẹp. Đang xem tivi. Và đây là cái tivi mình tự làm bằng hộp thuốc lá, dán tranh ảnh vào. Đây là nhà bếp, có hai cái cốc màu cam và màu cam lợt, có một cái muỗng màu đỏ, hai cái tô màu xanh lục và màu cam. Đây là một cái nồi để đựng canh, một cái ấm trà màu xanh lục, một cái ly đựng nước ép cà rốt. Và đây là một quả cầu sinh nhật của mình được tặng. Mở quả cầu lên. Rất là đẹp. Có hình trái tim, có tim tím và một chú gấu nữa. Wow. Và đây là một cái tủ. Đây là hũ mật ong, có thể mở ra được cái bên trong. Mình tự làm. Đây cũng là một cái ấm. Và đây là một cái radio. Đây chiếu hình. Đây là một cái tô màu đỏ. Và đây là một cái khay đựng đồ để lót dưới ly như thế này. Ha các bạn. Rất nhiều. Đây là nước hoa màu tím mình làm bằng bộ Lego. Và đây là cái xúc xắc. Đây là cái khay. Và một cái túi có hình ngôi sao. Mình cầm túi lên. Và có hình cái bông hoa. Và hình trái tim. Rất là đẹp. Cái túi này có thể đựng đồ luôn. Và đây là cái khăn lau mặt cho búp bê màu xanh. Đây là cái gối màu trắng cho mình tạo mây. Và đây là hai tấm vải. Tấm vải màu vàng rất là đẹp. Và đây là tấm vải màu xanh đục. Các bạn chờ mình xếp lại một chút. Và ở dưới đây nó còn có đồ đựng lại luôn các bạn. Và đây là một viên bi. Và cái máy lạnh hiệu Samsung có nút bật luôn. Và đây là cái ghế búp bê đang ngồi. Búp bê này đồ bà nội mình may. Và cái cài là mình tự làm. Rất là đẹp. Cái ghế có hình xanh lục cho búp bê có thể ngồi xem tivi. Đây là mấy cái ghế này mình tự làm bằng bìa cứng cho búp bê nhỏ ngồi. Đây là cái bàn trang điểm có hình cậu chú gì đó. Đây là con Hello Kitty làm bằng gươm do nhà mình sản xuất. Và một cái khăn giống như không uống cà phê như vậy. Và đây cũng là một chai dầu thơm, cái xúc xắc. Rất là đẹp. Tạm biệt các bạn nhớ like cho mình nhé.